giúp anh rồi. Tình huống đầu tiên, giữa ban ngày ban mặt mà bác xe cứu hộ bật quả đèn sau chói quá. Bác xem lại ý thức tham gia giao thông bác nhé. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Ôi trời ơi! Tình huống tiếp theo, chiếc lốp diệu kỳ đã phá hỏng chiếc xe con các bác ạ. Ảo thật đấy! Giờ còn có loại trộm mới, gạo tặc các bác ạ. Mời các bác xem hết video. Nếu thấy hay cho em xin một like và một đăng ký kênh để đón xem các video khác của em ạ. Ôi trời ơi! Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Tình huống bác xe máy đi với vận tốc rất nhanh, sau đó bác nhờ chính xe container phanh lại giúp các bác ạ, công nhận phanh xe công ăn thiệt. Ôi trời ơi! Vâng, mới làm xong cái trần thạch cao, nay mới khai trương mà thành ra như này. Hận thằng làm trần nhà. Ôi trời ơi! Vâng, sau đây chúng ta cùng chứng kiến xe vai ớt màu trắng, từ làn trong cùng quay đầu, gây ách tắc giao thông các bác ạ. Cái gì giáp anh ơi? Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Tình huống tiếp theo, bác xích lô chở hàng siêu cồng kềnh các bác ạ. Trời ơi, cái quân què dĩ dây ba. Vâng, tình huống va chạm giữa ô tô và người đi xe đạp tại ngã tư. Điều ngạc nhiên là người đi xe đạp vẫn không sao các bác ạ. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Tình huống tiếp theo, chiếc xe 16 chỗ đã tạt đầu xe gắn cam hành trình các bác ạ, đi như cụ 16 chỗ thì có ngày. Xin vĩnh biệt cụ. Chạy đâu mà vội thế bác? Vâng, sau đây là tình huống chở hàng siêu trường siêu trọng trên đèo các bác ạ. Tình huống này cho ta thấy, người lái phần đầu và phần đuôi phải có sự kết hợp ăn ý với nhau, như vậy mới vượt qua được quả đèo khó nhằn này. Vâng, vé có mấy chục nghìn thôi mà bác lỡ lòng nào làm như vậy. Có tiền mua ô tô nhưng không mua nổi được cái ý thức. Không có tiền à? Chắc ba đồng tiền câu.
lâu mới chi được chứ. Còn 7 tí. 7 tí còn sống sót. Còn nữa còn ok. Ê ê ê cầm. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với trời, ta xa nhau trời. Chiếc xe điên quả này đền ốm rồi. Kênh giao thông nước Việt chúc các bác lái xe an toàn, vạn dặm bình an. Cảm ơn các bạn đã xem kênh giao thông nước Việt. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh.